anh thấy chưa? Mọi người trong ekip nhà này là giờ là nay á là uống bằng không phải bằng ly này nữa mà mọi người đổi qua này rồi. Lại đổi qua cái ly này á là đá nó sẽ giữ nhiệt. Mua vé chưa? À anh Hải ơi, anh Hải có thấy kiểu hôm nay trời nó lại sáng không anh? Trời sáng. Mà trời nó sáng ghê luôn á anh. Và trời hôm nay lại không mưa, bình thường là sẽ mưa. Đúng rồi. Anh Hải nó sáng anh Hải ha. Trời sáng ghê. Anh Hải có biết không? Hôm nay trời rất sáng. Đi cà phê cũng sáng nữa anh trời. Anh Hải có thấy gì không anh Hải? See inside. Yeah. Bởi vì cái áo của em cho nên sáng đâu. Anh Hải áo em ạ. Không. Hôm nay em không tính khoe cái áo. Thôi. Em là kiểu sáng á, xung quanh bừng sáng là tại vì có anh đó. Anh tưởng có em chứ.